Đến lúc các bạn làm cho tốt nghiệp đấy mà chúng ta cần đến team thì tôi cần tìm tôi sẽ chỉ thêm nhá. Thì bây giờ hướng dẫn các bạn dùng team thì các bạn tẩu hỏa nhập ma hết, nó không đơn giản đâu, nó liên quan đến các cái module model các thứ. Các bạn vào thử làm cho tôi bài quiz một xem nào, xem có làm được không. Đây, tôi sẽ mở quýt đến hết ngày mai. Chúng ta làm nốt đi cho xong đi. Thấy feedback quýt không? Hả? Cho 2 ngày làm. Cái gì? Cho 2 ngày làm quýt đấy. Cho 2 ngày làm quýt. Làm sớm làm muộn làm. Thấy có feedback quýt không này? Để em làm luôn. Feedback là cái gì? Feedback gì quýt? Quýt đi. Em hỏi câu gì thì trả lời câu ấy. Angular 1 tôi quên mẹ hết rồi. Ấy. Quýt Angular 1 ở đây. Quýt nó của Angular 1 chứ không phải là của Angular 2. Tôi đang thuyết phục phát triển chương trình họ làm lại cái chương môn này sang Angular 2 mà chưa thấy nói năng gì. Vào làm thử quýt đi xem nào. Em có làm được không? Ok, xong. Làm quyết đi, xem có làm được không? Để tôi xem nào. Demo à thầy, có cho sửa không? Sửa cái gì, làm thật Thầy luôn cái bảo demo đi. làm thử xem được không? Sau đứa nào đã làm rồi đây này, Phùng Minh Hải, Phùng Minh Hiếu đây này, Trần Trung Hải. đây này, nó làm được 8 trên 10 rồi này, điểm luôn đấy Ê, lúc đấy em mở ra em làm chơi thầy ạ. vãi. Đó, em cũng tưởng là chưa nên là em làm chơi thôi. Mà được 8 rồi. Em tại vì em chưa thấy nên em làm chơi thử một một quick. Ghê thật, chơi làm chơi mà điểm cao thế. Vâng, bọn em chơi vui một tí mà. Biết gì Chơi đâu. Nay không làm liều nữa thầy ơi. đi. Ok, làm đi. Làm một bài quiz đi, xong rồi tôi sẽ xem, tôi hướng dẫn cái Enzy Bootstrap tiếp. Hoặc là tôi sẽ hướng dẫn lại cái bài validate cho những bạn hôm trước không có video. Đến 2:30 sẽ bắt đầu hướng dẫn lại cái phần validate và NG Bootstrap nhé. Được chưa? Có đồng ý không? Hướng dẫn sử dụng Bootstrap ở đây. NG Bootstrap À, nó là một cái khác. vâng. Quýt mở đến hết ngày mai nhé. Đến 23 giờ 55 phút ngày mai. Sao nhìn rõ là mình béo thế nhỉ?
Thôi anh cho em hỏi với, mình đang làm gì đấy ạ? Làm quick ông ơi. Em làm hết rồi. Thế thầy tắt mic rồi thầy. Quên mất, lỡ tắt mic. Làm quiz nhá. Đến 2 giờ 30 chúng ta sẽ học nội dung mới và review cái bài hôm trước chúng ta làm. Dạ vâng ạ. Tôi chuẩn bị cái NG Bootstrap rồi đấy. Có rồi, có kế hoạch rồi, kế hoạch nói từ tuần trước, hôm trước đi họp thì thầy Thành đấy kêu là toàn bộ khối giáo dục của FPT thì dự kiến là đi học lại vào ngày 15, nhưng mà cũng tùy theo cái tình trạng dịch ấy, nếu mà nó hết giãn cách xã hội sớm thì quay lại sớm. Có thể là bao giờ, có thể là sắp tới sẽ có thông báo đấy, khoảng mùng 3, mùng 4 gì đấy, tôi dự kiến thôi. Còn có chính xác hay không thì cũng tùy thuộc, nói chung là các bác còn phải xem cân đối. Hết đâu mà hết, Hà Nội vẫn đang trong vùng nguy cơ mà.
hai bài thì được 8 này, điêu vãi cho chứ. Đậm sóc quên hình nặng đi nặng hoa gió. Gì đấy, u ớ gì đấy. Quên nữa tay chạm nhầm chưa. Ok. Xong chưa? Xong rồi quýt 2 chưa? Các bạn dừng quýt lại nha, chúng ta sẽ học lại về phần validate. Sau đấy là em đang làm giờ rồi. Chờ em 5 phút thế em nhớ ấn quýt 3 rồi. Ok, tôi sẽ chờ. Chúng ta không ai làm bắt đầu bài quýt mới nữa nhá. Quýt chúng ta về nhà làm. Bây giờ chúng ta sẽ chờ nốt bạn ấy xong rồi chúng ta sẽ học về phần validate dữ liệu. Cả built-in validate và custom validate. Sau đấy chúng ta sẽ học tiếp về phần ng bootstrap để làm cái giao diện của mình nó dễ dàng hơn. Xong chưa? Quýt xong chưa? Để bắt đầu cái nào. Không thể ai nói gì. Nhưng bọn này vẫn đang làm quýt.
Được chưa? Chúng ta bắt đầu nhá. Ok, thì bây giờ chúng ta sẽ quay lại với cái bài validate dữ liệu trong cái form trong project Angular. Thì như sau, ví dụ tôi tạo ra một cái form, tôi tạo ra một cái module, một component mới và một cái đường dẫn mới để làm cái phần validate cho nó dễ, được không ạ? Thì như sau, ví dụ như tôi sẽ tạo ra một cái component mới là ng cách g cách component cách demo validate component. Đã, đây tôi sẽ có một cái demo validate component như này. Tiếp theo thì tôi sẽ tiến hành tạo ra một cái đường dẫn mới ở trong cái phần app module này. Dạ, thì tôi sẽ duplicate thằng này lên. Đường dẫn của tôi là demo trừ validate component, nó sẽ là demo validate component như này. Dạ, thì tôi thì khi mà tôi vào cái đường dẫn demo validate này nó sẽ chặn. Đây, tôi vào đây. Localhost sược 2.4200 sược. Đây, demo validation validate work. Dạ. Thì ở trong cái phần component.ts này thì chúng ta tạo ra, chúng ta import vào đây cái form control, form group cũng như validator. Thì để giúp chúng ta tạo ra form, ví dụ như chúng ta sẽ tiến hành import form Angular the form, đúng không nhỉ? Đó, trong này chúng ta có form group, form control và validator như này, được chưa? Tiếp theo chúng ta tạo ra một cái biến để chứa cái data của cái form này. Chúng ta có ví dụ như là student để portfolio đi. Chẳng biết mình biết có đúng không? Portfolio. Portfolio bằng new form control or form group. Yeah. Trong form group này chúng ta có một cái object là các cái phần tử nằm trong cái portfolio form đi. Các cái thuộc tính nằm trong cái form này thì chúng ta sẽ có là ví dụ như là name bằng new form control với giá trị mặc định của nó là string rỗng này, được chưa? Cộng với lại một cái mảng. Cái mảng này thì tí nữa chúng ta sẽ động đến, tạm thời hiện tại chúng ta chưa động đến gì cả. Tiếp theo avatar URL và new form control. Đó. Address new form control. Tiếp theo là website URL bằng new form control luôn. Dạ, thì đây nó là cái nó sẽ là cái form của chúng ta và các cái thẻ nằm trong cái các cái thông số, những cái thông tin chúng ta phải điền vào trong cái form này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta tiến hành là xây ra cái form này bằng cách deep row. Rồi, trong này chúng ta có một thẻ form không có action nhé, chúng ta không để action, có cái thuộc tính là form control thì phải. Nếu tôi nhớ không nhầm, đây form group, chúng ta có cái thuộc tính là form group bằng dạ portfolio form. Trong này chúng ta có các div. Deep đây là côn trừ 6 offset trừ 3 để nó căn giữa. Chúng ta có tiếp theo là deep
form to group label. Đây là tên, họ và tên input. FileText có cái thuộc tính của nó là cái form control name. Cái thuộc tính của nó là form control name bằng name. Dạ, cái name này thì nó phải khớp với lại cái tên thuộc tính ở trong cái thằng TS này. Đây, ở đây chúng ta viết là name, thì ở ngoài này chúng ta cũng sẽ viết là name. Dạ. Tiếp theo gồm avatar url address và website. Đây. À, cái này còn thêm class nữa. Class là form to control của Bootstrap mà. Này. Chúng ta có hết họ và tên thì chúng ta có avatar. Form control là avatar URL. Được chưa? Form control này là address. Form control này là website URL. Và có cái button. Tại text center button. Ai là bằng button luôn. Class btn text btn trừ sm text btn trừ info w. Dạ, thì cái giao diện của chúng ta trông bây giờ nó sẽ như này. Chúng xấu dầu số lớn này. Cái này chưa có controller rồi. Đúng không? Chờ tôi một chút. Container. Sao nó bét bẹo nhỉ? Cái thuộc tính ở trong cái form ấy thầy. Hả? Thuộc tính, thay cái thuộc tính ở trong form cho cái khác đấy thầy. Thuộc tính nào trong form? Em từng thấy form control thì nó ngắn thế. Không phải đâu, này là do chúng ta cho mình ấy. Deep row này. Deep container này. Deep row này. Cái này như là Bootstrap 3. Bỏ cái row đi cái xem nó có hết không. À, thấy chưa? Bỏ row đi là hết này. Ok. Đây là các cái thông số của cái form này, chúng ta cần phải validate nó. Chúng ta mới hiển thị thôi, bây giờ chúng ta phải validate nó đúng không ạ? Thì bây giờ validate kiểu gì? Thì validate bao giờ nó sẽ nằm, nó sẽ có hai thành phần. Một thành phần là các cái luật chúng ta đặt ra cho các cái field này nó phải tuân thủ. Ví dụ cái field name này là khi mà ông tiến hành điền dữ liệu vào đây, hoặc là ông bấm vào cái nút submit, thì ông sẽ phải làm sao? Sẽ phải gì ạ? Điền đầy đủ thông tin cho tôi, có số lượng ký tự min, số ký lượng số tự max là bằng bao nhiêu. Nếu vượt qua số đấy tôi sẽ báo lỗi, và tôi cũng không cho phép ông có thể là đẩy code lên, dạ, nếu ông chưa thỏa mãn. Còn nếu mà ông thỏa mãn rồi thì tôi cho ông bấm cái nút lưu bình thường, được chưa? Thế vậy bây giờ chúng ta sẽ, đấy là thành phần thứ nhất, là đưa ra các cái luật để các cái thuộc tính hay các cái giá trị ở trong cái form này nó phải tuân thủ. Cái thứ hai là chúng ta phải hiển thị ra các cái message, những cái text hiển thị lỗi ở trong cái phần giao diện này để báo cho người dùng biết là người ta đang có lỗi. Được chưa? Thì chúng ta sẽ đi làm từng phần một. Phần đầu tiên là đặt ra các quy định cho các cái thành phần ở trong form. Thì đặt ra quy định thì chúng ta rất là dễ, ở trong này new form control chúng ta thêm một cái mảng vào đây. Được chưa? Thì trong cái form control này chúng ta có trong cái mảng này chúng ta có validator.require. Được chưa? Validator.require. Cái này tức là nó sẽ trả về cho chúng ta là gì ạ? Là cái field name này không được phép để trống. Được chưa? Tôi sẽ thử hiển thị nhá. Đây, ví dụ như ở cái này. Tôi sẽ hiển thị vào giữa cái thằng này luôn. Đây chúng ta có là portfolio form.name, portfolio form.name.error. Được chưa? Để đây là định dạng di săn, dùng pi để hiển thị di săn. Nghiền mè hơn thì mẹ gì?
À, nó chẳng hiển thị gì. Erode.name là chứ không phải name.erode. Erode.name à? Nhớ. Không đúng không? Để xuống nha. Name.erode thì validate thì như chúng ta không cần phải từ cái thằng đây name.erode này. Đó, nhưng sao không hiển thị gì nhỉ? Nó không hiển thị cái gì luôn. name.erode.json. À quên, cái này chưa có get, chưa có hàm get. Quên, xin lỗi các bạn. Đây, chúng ta phải thêm cái hàm này vào. Tức là những cái field nào mà chúng ta validate thì chụp ở ngay dưới chân của cái form, của cái form ấy, thì chúng ta thêm cái phần này vào. Get name, ví dụ name ở đây có validate thì get name. Nó sẽ return ra this.portfolioform.getName. Đây, require true này, họ và tên này. Được chưa? Hiện tại nó đang true. Được chưa? Tức là cái require đang bị vi phạm, bây giờ bỏ về nó bị null. Tức là nó hết vi phạm rồi. Nếu tôi bỏ đi tiếp này, lại require true. Tức là bị đã vi phạm, nhưng mà vi phạm cái gì? Vi phạm cái require. Nếu mà hết vi phạm thì nó sẽ tất cả bị null đi. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ đặt thêm một cái nữa ở đây là validator chấm min length bằng 4 như này. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ xem đây require true này, bấm vào đây một cái này thì chúng ta sẽ thấy là min length require length bằng 4, actual length bằng 1. Được chưa? Thì nó sẽ xuất hiện là thằng này đang bị vi phạm cái thứ hai là cái min length. Được chưa? Và bây giờ tôi sẽ ba hết rồi đúng không, xóa đi. Được chưa? Nó rơi vào trường hợp nào thì nó bắt luôn cái trường hợp đấy. Được chưa? Nếu mà không có dữ liệu thì require sẽ bằng true. Cái giá trị của cái thằng này này. Đâu nhỉ? Giá trị của cái thằng name error này thì nó sẽ bằng những cái lỗi mà nó bị vi phạm. Còn nếu mà không vi phạm lỗi gì thì nó sẽ bằng null. Được chưa? Thì đấy là cái bước chúng ta thực hiện validate, thì tôi sẽ nhắc lại này. Đầu tiên, chúng ta quy định ra các cái rule cho cái thằng một cái thuộc tính nào đấy. Thì tham số là thứ hai ở trong form control thì chúng ta sẽ để nó làm một cái mảng. Cái mảng này là nơi để chúng ta quy định ra các cái rule mà chúng ta mong muốn cái field đấy nó phải chấp nhận, phải tuân thủ. Được chưa? Thì ở đây rule của tôi là tôi áp dụng validate require validate min length. Nếu mà thích nữa tôi chơi cái validate validator chấm max length bằng 20 chẳng hạn. Đó, thì tôi có thể thêm thoải mái. Cái đoạn validator chấm cái gì đấy thì cái này tôi đã chỉ cho các bạn ở trên cái thằng Angular, nó quy định rất là rõ ràng rồi. Đây, Angular IO này, chúng ta vào doc, chúng ta vào fundamental, chúng ta vào form, chúng ta vào form validation. Thì ở đây nó có quy định rất là rõ ràng đúng nhỉ? Form này, validation này. Đây for full list of built-in validation see the validator API reference. Thì đây nó gồm có những cái thằng này: min, max, require, require true, email, min length, max length, pattern, null, validator, compose và compose async. Được chưa? Thì ở đây chúng ta đang sử dụng ba cái, một cái là require, một cái là min length, một cái là max length. Được chưa? Bây giờ là chúng ta đã validate được cái dữ liệu rồi. Thì bây giờ tôi thử lấy ra cái trạng thái, tôi lấy ra cái trạng thái của thằng form này nhá, xem là nó sẽ hiển thị như nào. Ví dụ tôi để ở đây đi. Để ở đây là portfolio form chấm invalid. Dạ. Định dạng gì sao? Đây chúng ta xem. Hiện tại cái form này đang là invalid, invalid bằng true này. Invalid là vi phạm đúng không? Vi phạm bằng true. Đây, true đây. Còn nếu mà nó hết vi phạm 1 2 3 4 cái này thì chúng ta chỉ validate mỗi thằng này thôi mà. Nếu mà thằng này nó pass qua rồi thì tương đương với cái việc là cả cái form này đều pass qua thì giá trị và invalid của nó sẽ bằng false.
Do đó tôi hoàn toàn có thể là sử dụng, lợi dụng cái tính chất này, cái thuộc tính này để tôi tiến hành làm sao disable cái thằng này đi. Tôi sẽ có thuộc tính là disable. Đây. Disable thằng portfolio form.invalid. Được chưa? Đây, chúng ta sẽ reload lại. Thì mình sẽ nhìn thấy là cái button này nó bị disable đi, kích không được. Được chưa? Nó bị disable đi rồi. Thì bây giờ bao giờ cái form này nó không bị vi phạm nữa thì nó mới hết disable. Đây, lại bấm được. Bạn thấy không? Bấm được, nó có cái viền màu xanh này. Được chưa? Thì đấy là cái việc là chúng ta chặn không cho người ta bấm những cái nút lưu dữ liệu gửi lên và áp dụng cho cái validate cho phần này. Thì nhớ nhé, áp dụng đây, áp dụng vào cái mảng này, sau đó cái field nào mà có validate ấy, thì chúng ta phải có cái hàm get cho nó. Được chưa? Ví dụ như cái phần avatar URL này chẳng hạn, tôi muốn áp dụng cho nó là validator.require mẹ chấm nhầm chấm require này, chưa? validator.button giống như hôm trước tôi làm với cái bên này. Pattern này thì bắt buộc người ta phải chọn cái pattern nào đấy, tức là chọn cái đường dẫn làm sao để cho cái đường dẫn đấy nó có cái đuôi là .jpg, .jpeg hoặc là .tip, .png, .web, .bmp thì mới pass được, còn không thì thôi, dẹp mẹ đi. Được chưa? Và khi tôi đã định nghĩa ra cái avatar URL này nó có chịu tác động của validator thì tôi đã bắt buộc phải duplicate thằng này lên và tôi sửa cái avatar URL vào trong cái phần name này. Được chưa? Đây là hai cái field áp dụng. Thì bây giờ chúng ta thử này, cái thằng này hết format rồi nhá, không bị trống, độ dài lớn hơn 4 và nhỏ hơn 20. Được chưa? Bây giờ thằng avatar nó viết bậy vào đây, vẫn lỗi, nó không active được, thằng này là lỗi này. Được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ thử kiếm một cái đường dẫn ảnh, chúng ta ném vào sexy girl đi, ví dụ vậy. Đây. À, ví dụ vậy. Rồi, chuột phải. Copy image address. Đâu nhỉ? Đây, tôi paste vào đây. Các bạn thấy nó lại bấm lưu được đúng không? Tức là cả hai thằng này đều thỏa mãn rồi thì lưu được. Được chưa? Thì đấy là chúng ta xong được cái vế đầu tiên ở trong cái bài này của chúng ta. Đó là vế áp dụng validate, áp dụng cái rule vào cho các cái field và ngăn chặn được cái việc là submit form của cái button. Đúng chưa? Bây giờ đến cái bước thứ hai của mình là hiển thị lỗi. Hiển thị lỗi ra như thế nào? Đúng không ạ? Thì bây giờ chúng ta sẽ hiển thị như sau. Đầu tiên chúng ta sẽ viết ở trong này một cái div. Div này nó sẽ hiển thị khi và chỉ khi. Đúng chưa? Sao này, ng if khi mà ng if bằng này. Được chưa? name.invalid. Đúng nhỉ? Chẳng nhớ đâu. Đúng không? Name.invalid và xảy ra khi name.invalid và các cái field đã được chạm vào rồi. Name.touch hoặc name.dirty. Dirty. Touch này có ED không nhỉ? Có. Được chưa? Tức là cái field name này nó bị vi phạm, nhưng mà vi phạm rồi nhưng mà nó phải được chạm vào hoặc là nó đã thay đổi giá trị rồi đã, thì chúng ta mới hiển thị dữ liệu. Ở trong này chúng ta có là thẻ P, có class là text danger thì phải, text danger. Được chưa? Ở đây là hãy nhập giá trị cho, hãy điền họ vào tên. Được chưa? Cái này xảy ra khi nào? Xảy ra khi nó bị trống, đúng không ạ? Thì chúng ta có sao ng if bằng name.error.require. Dạ, tôi duplicate thằng này lên. name.error.minlang. Minlang thì đây là họ và tên có ít nhất 4 ký tự.
đó và Max Lang, và tên có nhiều nhất. Hai mươi hay 30 gì đấy. Dạ, bây giờ chạy. Kích vào đây này. Kích ra ngoài này. Hãy điền họ vào tên này. Kích vào đây một này. Bốn ký tự này. Được chưa? Họ vào tên có nhiều nhất 20 ký tự. Được chưa? Thì đây là cái cách chúng ta tiến hành là validate dữ liệu cho các cái field khác nhau. Được chưa? Thì đấy, các bạn làm thử đi. Tôi sẽ đi copy thằng này lại, tôi đưa xuống dưới cái avatar này. Được chưa? Đây avatar đây. Trong avatar này tôi cũng có cái require. Đây là cái này không phải là name, cái này là avatar URL. Đây avatar. Rồi, hãy nhập và avatar, đường dẫn avatar. Đó, duplicate thằng này lên. Lỗi này là lỗi pattern. Pattern thì là đường dẫn không đúng định dạng này. Đây. 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 Được chưa? Nó không thỏa mãn thì nó không bao giờ nó active cái nút này lên. Được chưa? Các bạn làm lại giúp tôi sẽ đẩy cái code này lên GitHub. Các bạn check lại và đưa vào máy của mình cho tôi. Được chưa? Tôi đi vệ sinh phát đã, rửa mặt phát buồn ngủ quá. Đây. Được chưa không anh? Được chưa? Không biết thằng nào làm à? Nhìn chán đời vậy. Xong đúng trước rồi ạ. Ok, hôm nay chúng ta sẽ thêm một phần nữa là phần custom validate nhé. Tôi thì thực ra tôi không muốn dạy các bạn phần này. Bởi vì nó nói chung là tôi cũng chỉ cần các bạn áp dụng những cái thứ cơ bản thôi.
môn này tôi cũng chưa bao giờ định hướng nó là cái môn mà kiểu dạng như nó quá dạy quá chuyên sâu ấy. Nên là tôi cũng chưa định dạy các bạn phần này, nhưng mà thôi hôm nay chúng ta có thời gian thì tôi cũng dạy luôn. Như sau, tôi chỉ nói qua thôi nhé. Để bởi vì trong cái việc cái validator của thằng Angular ấy thì nó không hẳn là đầy đủ. Các bạn hình dung không ạ? Tức là những cái thứ mà người ta viết trước đấy chúng ta dùng luôn ở trong này này thì thực ra là nó không được đầy đủ lắm. Nó vẫn không đáp ứng được hết tất cả những cái nhu cầu của chúng ta. Ví dụ như đơn cử như cái tôi nãy tôi vừa làm demo á, là validate một cái đường dẫn có đuôi là .vn và bắt đầu bằng HTTPS và kết thúc bằng .vn thì giờ làm nào? Không có đúng không? Đó, do đó là chúng ta phải tự viết ra thêm những cái validator riêng cho cái dự án của mình để mình áp dụng. Được chưa? Thế vậy thì bây giờ mình làm thế nào để tự viết ra những cái thứ như vậy? Thì khá là đơn giản thôi. Đầu tiên như này, tôi sẽ hướng dẫn các bạn. Đầu tiên chúng ta sẽ tạo ra thêm một cái thư mục nữa trong này là thư mục validator. Đây validator. Trong này tôi viết hẳn ra một file tên là custom-validator.ts. Được chưa? Cái file validator này chúng ta tạo bằng tay thôi, cũng chẳng có cái gì phải phải câu lệnh cả, tạo bằng tay thôi. Chúng ta chỉ import duy nhất một cái là abstract control. Được chưa? Cái này là theo yêu cầu của tài liệu của Angular thì chúng ta cứ làm theo. Import abstract control. Sau đó chúng ta viết ra một cái function, đặt tên cho function đấy là cái gì thì tùy các bạn. Ví dụ như ở đây tôi đặt tên function là URL validator. Có cái control này là abstract control. Được chưa? Cái control này ấy, thì nó sẽ phụ thuộc nó sẽ phụ trách cái việc là lấy được giá trị. Nó lấy được cái giá trị của cái field mà cái URL validator này chịu trách nhiệm validate cho nó. Ví dụ tôi áp dụng cái URL validator này cho cái field là field đâu nhỉ? Ở đây. Đây là địa chỉ này. Địa chỉ, đây là website. Website. À, đây là website này. Tôi áp dụng cái validate kia cho cái input field field website này, website URL này. Được chưa? Thì cái control này nó có cái khả năng là lấy được cái value đang có của cái thẻ input kia. Được chưa? Thì ở đây xong trong trong cái function này chúng ta có viết cái gì tiếp? Chúng ta viết validate thôi, đơn giản thôi. Nếu nếu control value control.value chấm start with. Giờ các bạn có thể console log cái value này các thứ ra để xem là nó có thêm những cái gì. Được chưa? Start with là bắt đầu bằng. Nếu mà phủ định của nó tức là không bắt đầu bằng HTTP. Được chưa? Hoặc không chứa cái .vn thì return cái URL valid bằng true tức là vi phạm. Được chưa? Tức là nếu mà thỏa mãn một trong hai cái này thì sẽ bị gọi tính là vi phạm. Thì validate là cái đường dẫn web mà thì chúng ta bắt đầu bằng HTTP thì nó mới là đường dẫn web này, kết thúc bằng đuôi .vn. Đấy, ví dụ như tôi thích thì tôi đặt ra thế, các bạn thích thì các bạn đặt ra cái đích gì tùy các bạn. Được chưa? Thì ở đây chúng ta nếu mà vi phạm một trong hai cái này thì tôi return ra một cái object có cái thuộc tính là URL validate có giá trị bằng true. Còn nếu mà không, tức là nó không bị dính vào hai cái thằng này, chúng ta return null luôn, chẳng có gì cả. Sau đó là chúng ta export cái function này ra. Được chưa? Rất đơn giản, tạo ra validation, custom validation rất đơn giản. Được chưa? Sau đó chúng ta sử dụng này. Đây tôi sẽ hướng dẫn các bạn cái đoạn sử dụng. Đây, chúng ta có như sau. Import vào đây cái from trước đi. From đường dẫn tính từ cái thư mục của chúng ta sang cái validator này thì chúng ta sẽ chấm chấm sược để lui ra ngoài, chúng ta chọn cái validator kia sược tiếp đến custom validator, được chưa? Và chúng ta import cái hàm ở trong này là cái hàm URL validator, nó có export này thì chúng ta mới import được vào nhá, chứ không có export là không import được đâu, được chưa? Import URL validator, được chưa? Tiếp theo cho cái field là website URL này tôi sẽ áp dụng, tôi viết một cái mảng vào đây. Được chưa? Tôi có validator.require bắt buộc phải nhập này. Sau đó tôi viết luôn cái URL validator này vào. Được chưa? URL validator luôn. Được chưa? Bây giờ chúng ta sẽ áp dụng. Chúng ta chỉ việc mỗi viết mỗi cái đoạn div thôi đúng không? Đây, copy này vào. Đây chứ. Website đây. Đây, div này.
avatar URL tôi sẽ bỏ nó đi. Thì tôi sẽ viết là website URL cho nó khớp với cái trên này. Dạ. Website Eros require thì hãy nhập đường dẫn website của bạn. Ô thầy, thầy ơi, lúc ấy thầy sửa tất cả cùng một lúc kiểu gì đấy ạ? Hả? Cứ Ctrl D để nó bôi tất cả các từ cùng cái đấy. Quê vãi. Giờ em mới biết thế này ạ, Ctrl D ạ. Ờ, rồi, ok, tiếp tục nhá. Nzip website Eros chấm chấm cái gì? Đây đây, chấm cái gì? Chấm. Chấm cái này không nhỉ? Chẳng nhớ đâu, để xem lại. Đó, đây đây đây, website eros.url valid. Đây này, vì sao lại là URL valid đây này? Bởi vì chúng ta return ra cái object này. Return ra cái object này. Cho nên là ở đây chúng ta mới website URL eros.url valid. Thì đây là đường dẫn website không đúng định dạng. Rồi, xong nhá. Được chưa? Bây giờ chúng ta chạy thử nào. Rồi. Đây, chết bà rồi. Website URL touch, từ từ đã để tôi xem đang sai đâu. Website URL invalid. Sai gì nhỉ? Chú ghét rồi rồi. Hả? Chú ghét rồi rồi. Đâu, tôi đi copy ở này mà. Website URL này. Yeah, đây nhá. Portfolio này, address này, à quy kêu ghép, kêu ghép, đúng không? À. Ok chạy đấy, đây kích vào, kích ra ngoài, ô oh, lỗi rồi, đường dẫn website không đúng định dạng, chờ chút nha. Sao lại dính cả hai lỗi nhỉ? Nếu cả hai thực hiện cùng một lúc mà này. Thì đúng rồi. Thế vậy thì chứng tỏ trong này của mình thì mình phải, nếu mà cái control này chấm value mà khác đống và cái đống này thì nó mới hợp lý hơn, đúng không? Tức là chúng ta không bắt trường hợp rỗng. Nếu trong trường hợp chúng ta thích thì chúng ta không bắt trường hợp rỗng. Được chưa? Tức là phải thỏa mãn là cái control value nó phải khác rỗng này và nó vi phạm hai cái lỗi này thì chúng ta mới bắt. Còn không thì phải để cho nó ở cái phần require chứ, đúng không? Đây. Được chưa? Viết vào này. Được chưa? Ok chưa? Thì đấy là chúng ta áp dụng cái custom validator cho một cái, cho cái form của mình. Được chưa? Demo chúng ta chỉ vậy thôi, đơn giản là tạo file, tạo hàm, export cái hàm này ra, sau đó ở trong cái file TS này, file TS thì import cái hàm mà chúng ta muốn dùng validate vào trong cái file này, sau đó là áp dụng cho các cái field ở trong cái form mà chúng ta muốn validate, sau đó ra ngoài này để check validate, thế là xong, hết phim. Rất là đơn giản. Tôi sẽ đẩy code lên để các bạn check lại giúp tôi nhé, xem có vấn đề gì thì các bạn hỏi. Cho link gip mấy thầy ơi. Ok. Tuy bạn thích quen dùng nào thì dùng, chứ chẳng có khuyên nhủ gì cả. Có người thích dùng form group giống tôi chẳng hạn, có người thích dùng form builder bởi vì setup nó nhanh, tùy bạn thôi. Chẳng ai cấm, nó làm ra nhiều tính năng để cho chúng ta dùng mà. Thầy, thầy cho em hỏi với, ở cái thẻ selected ấy, em dùng cái form group không có được thì ạ? Selected đấy. Vâng, selected xong rồi có mấy cái option ở bên trong ạ. Sao lại không được? Em thả vô thì nó báo lỗi. Rồi, ok, chờ tí nhá. Ví dụ này, tôi demo luôn ở trên cái phần này.
đây đúng không? Ví dụ tôi cho nó thêm một cái city nữa nhá. Đây tôi có một cái mảng city thế này, bằng một cái mảng này, trong cái mảng này có các object, được chưa? Name bằng nhầm id, id bằng một, name bằng Hà Nội, Hà Nội, được chưa? Đây id 2, name Hải Phòng, phòng duplicate mẹ lên cho nhanh. Đây 3 Nam Định, 4 Thái Bình. Ví dụ như này nhá. Bây giờ tôi có 4 cái thành phố như này. Bây giờ tôi sẽ lựa chọn cái form này, nó chọn một trong những cái thành phố này, được không? Được không? Vâng. Ở đây tôi sẽ thêm cái city vào đây nhá. Được chưa? Bằng new form control. Đầu gì cũng có cách làm chứ không thể nào không có được. Đây như này. Được chưa? Rồi bây giờ tôi sẽ lựa chọn. Thì ở đây tôi sẽ có một cái địa chỉ này. Đây thành phố, thay cho cái việc là sử dụng cái này, tôi sẽ sử dụng cái thẻ select. Select vẫn có form control name bằng city, được chưa? Vẫn có class form control, được chưa? Này vẫn đi. Đây chúng ta sẽ có là option. Yeah, option có cái sao ng4 bằng let ct of city có value là ct.id, có cái giá trị, có cái giá trị thì nó bằng ct.name, bởi vì cái value này là thuộc tính, ct.id là giá trị của cái thằng này, do đó đây chúng ta phải viết cái ngoặc vuông vào. Thế nhưng đây đi, đây muốn chọn giá trị mặc định không phải Hà Nội thì chúng ta cứ gán thẳng giá trị cho nó vào đây thôi. Đâu rồi? Đấy đấy, chúng ta xét giá trị mặc định của nó bằng, ví dụ như tôi chọn là bằng Nam Định bằng 3 đi. Đấy, thấy Nam Định chưa, đúng không? Còn nếu mà chúng ta không có giá trị nào á, chúng ta không có cái giá trị nào, hãy lựa chọn thành phố, đúng không? Thì chúng ta thêm một cái option vào đấy, value bằng rỗng. Đây là cái hãy lựa chọn thành phố. Rồi và ở trong này tôi hoàn toàn có thể bỏ cái số 3 này đi. Nó bị trống. Thầy bên giá trị bên kia thầy có bỏ gì? Ừ, đúng rồi, xin rỗng. Đây, hãy lựa chọn thành phố đây. Được chưa? Hải Phòng này, Nam Định này. Được chưa? Hay là em muốn thêm cái gì nữa? Hả? À, thế nào đẹp được thầy ạ? Thế cho em hỏi tí. Cái chỗ select option nếu mà dữ liệu nhiều nó cứ bật lên phía trên thì làm sao thầy? Bật lên trên là sao? Vâng, cái dữ liệu ở chỗ thành phố thầy kích đây là đi xuống nha. Còn dữ liệu nếu mà nhiều thì nó trên này à? Vâng ạ. Cái bà nó xấu. HTML nó chỉ có thế, hoặc là em phải sử dụng các cái module hoặc là các cái thư viện khác để em phang vào. Ví dụ như ngày xưa tôi hay dùng cái thằng này, cái gì nhỉ, quên, select tool, không nhớ lắm đâu,
Đây ví dụ như là demo đâu nhỉ? Đâu nhỉ? Đó phần demo rồi. Appearance option. Hình như nó nằm trong option này. Nó có những cái phần đây. Search này. Và để tôi search cái chữ tag này. Advanced. Không nhớ lắm, để xem cái phần demo nào, group. Chờ tí nhá, để tôi xem lại cái visible này. Đây, nó như này, group nó vào. Hoặc là các bạn có thể search, ví dụ Kali. Thấy nó ra. Nó có những cái thư viện nó hỗ trợ chúng ta làm cái việc này. Thì nó đỡ bị kéo dài đúng không, mà chúng ta tìm kiếm nó, cái tính chính xác của nó cao hơn, hiểu không? Vâng vâng em hiểu. Đấy thì kiếm những cái thư viện kiểu dạng như vậy để chúng ta làm. Bây giờ code tôi đẩy lên rồi nhá. À lại có code mới. Ở code tôi đẩy lên rồi đấy, các bạn check đi. Được chưa không ạ? Đấy là validate và custom validate. Tiếp theo, nếu mà không ai hỏi han gì thì chúng ta sẽ sang một phần nữa là chúng ta sẽ sử dụng cái ng bootstrap để làm giao diện. Được chưa? Thì đầu tiên ấy, về ng bootstrap này thì chúng ta phải biết được ng bootstrap nó là một cái thư viện bên ngoài. Nó bao gồm hai phần, một phần là CSS và một phần là JavaScript. Được chưa? Thì cái thằng ng bootstrap này với CSS của nó thì chúng ta hình như là đã áp dụng rồi. Nếu tôi nhớ không nhầm thì là chúng ta đã áp dụng rồi. Bằng cách đây. Bằng cách là chúng ta npm cách y cách bootstrap thì nó sẽ tự tải cái thư viện bootstrap đấy về trong cái project của các bạn. Chờ đi để tôi ngồi xuống dưới này các. Ngồi trên này êm mông quá. Ok. Đây. Thì chúng ta đã áp dụng tải cái bootstrap về, sau đó là chúng ta tiến hành là khai báo cái đường dẫn của file CSS của thằng bootstrap vào trong phần style ở trong file angular.json. Thì khi mà chúng ta khai báo như này thì nó sẽ bundle luôn cái, tức là nó nén luôn cả cái file bootstrap.css này vào trong cái việc chúng ta build code ra ở trong phần thư mục disk này, nó sẽ đẩy ra luôn. Thì là chúng ta chỉ việc là sử dụng các cái class có sẵn ở trong bootstrap này thôi. Thì đấy là một cái. Cái thứ hai là chúng ta sẽ tiến hành, chúng ta sẽ tiến hành là sử dụng các cái JS của nó. Thì JS của nó có những cái gì, ví dụ như các cái model. Model là cái gì? Model là cái này. Thì ví dụ như tôi vào get bootstrap này. Get bootstrap.com.
đây, ví dụ như là một, đây, ví dụ như này, đây, cái này gọi là cái mô đồ, thấy không? Bật ra như này gọi là mô đồ, rồi thì những cái alert, không có demo đây, không biết, đây, tắt đi được này, đây, rồi thì những cái cạc hay là carousel, đây carousel nó chính là cái kéo kéo sang sang ấy, đây mấy cái như này. Đó, cái này gọi là carousel, hay là những cái ví dụ như là nap, nap là một cái hay của nó, đây phần navigation này, thì nó bấm vào đây, bấm vào nó sẽ giữ lại cái ô, các từng ô một. Dạ, thì đấy là những cái này thì không thể làm bằng CSS và HTML không được, mà chúng ta bắt buộc phải làm bằng cả JavaScript nữa. Tuy nhiên với cái thằng Bootstrap CSS và Bootstrap thuần như này này, thì chúng ta bắt buộc phải dùng thêm hai thư viện nữa, một thư viện là jQuery, một thư viện là Popover, thì chúng ta mới sử dụng được. Nhưng mà bởi vì chúng ta đang dùng Angular cho nên là chúng ta hạn chế không mang thêm thằng jQuery vào đây, bởi nó rất là nặng, được chưa? Do đó chúng ta sẽ tiến hành là người ta sẽ, mà đặc biệt dùng trong Angular vẫn cần những cái tính năng của thằng Bootstrap này nó làm ra. Do đó người ta phát triển thêm một bộ nữa gọi là bộ NG Bootstrap, được chưa? NG Bootstrap, để giúp chúng ta có những cái tính năng của thằng Bootstrap này nhưng mà không cần dùng jQuery vẫn có thể chạy được, được chưa? Thì bây giờ chúng ta sẽ vào cái trang của người ta. Đây, tôi sẽ tắt bớt kia đi. Đây, chúng ta sẽ vào làm NG Bootstrap. Đây, ngbootstrap.github.io, được chưa? Chúng ta vào phần installation, chúng ta copy cái phần này vào, được chưa? Đây, installation, we strongly recommend using Angular CLI to set up and up a new project, được chưa? Thì chúng ta sử dụng cái việc add này vào thì chúng ta tiến hành như sau, gõ lệnh là ng cách add a còng ng bootstrap sược ng bootstrap vào, được chưa? Thì bây giờ copy cái này, mở cái bash này ra, chúng ta paste vào đây, ng add a còng ng bootstrap sược ng bootstrap, cài vào. Được chưa? Đấy, nó cài xong. Được chưa? Nó đã update cái app module, update cái polyfill.ts rồi, update hết rồi. Đây, polyfill.ts update này, app module này. Thì nó sẽ tự động nó cập nhật vào chúng ta. Để tôi xem nào. Xem có cái đây, NGB module đây này. Cái này đoạn này nó mới thêm vào đây này. Còn thấy không ạ? Thì đấy là cái nó tự động nó cập nhật vào trong cái Angular của chúng ta. Được chưa? Tiếp theo, nếu mà chúng ta sẽ sử dụng, thì nếu mà chúng ta sử dụng cái NGB module này viết vào đây ấy, thì là chúng ta được sử dụng tất cả các tính năng của thằng NGB Bootstrap này rồi. Còn nếu như trong trường hợp các bạn chỉ muốn sử dụng một vài cái tính năng nhỏ nhỏ của nó thôi, ví dụ như pagination hay là một vài một cái module, thì chúng ta lựa chọn cái đây này, ví dụ chúng lựa chọn cái module để chúng ta đưa vào, ví dụ như NGB pagination module, NGB alert module, thì chúng from Angular Bootstrap đấy, thì chúng ta import vào trong cái module của mình, nghe được, được chưa? Tiếp theo, để chúng ta tiến hành sử dụng được các cái thành phần ở trong này, thì ví dụ như ở trong cái màn hình demo validate này, tôi muốn có một cái nút tôi bấm vào đấy thì nó bật ra cái module, được chưa? Thì tôi làm nào, thì chúng ta sẽ vào cái phần module này, đây bấm vào đây nó bật ra như này. Ví dụ tôi làm nào để được cái này, thì tương đối dễ thôi, chúng ta bấm vào code để xem. Thế là xong, được chưa? Thì ở trong cái này nó có gồm hai phần, phần thứ nhất là module code HTML, chúng ta copy lại y nguyên cái đống này của nó để phang vào. Phần thứ hai là code ở trong file TS, thì ở trong này chúng ta chỉ có
mỗi cái đoạn này là một này, và cái đoạn này là hai này. À đây, cái hai, cái ba cái này nữa. Những cái này là chúng ta cần, quan trọng là phải bật là phải bật nó lên thôi. Được chưa? Bây giờ tôi sẽ code thử, tôi copy thử. Copy ở trong này toàn bộ luôn. Copy đưa vào trong cái demo validation HTML. Đây tôi sẽ viết một thẻ HR đây. Ngăn cách các phần ra với nhau. Tôi paste cái này vào. Được chưa? Rồi đây, cái button này để bật cái model lên nhá. Được chưa? Tiếp theo ở trong file PS thì tôi import cái đoạn này vào. Import cái đoạn này vào. Sau đó ở trong constructor thì tôi có một cái private model service bằng ngb model constructor đây. Đã. Sau đó tôi sẽ open content này ra. Cái content này chúng ta tự nhận lấy nhé, chứ nó không có cái gì cao siêu đâu, kệ nó. Đây, chúng ta sẽ mở cái này ra là xong. Thì chúng ta có this model service bằng open content, và tôi hoàn toàn có thể là dừng lại ở đây luôn. Dừng lại ở đây luôn được nhé, chẳng có cái việc gì hết, là nó sẽ tự bật lên. Được chưa? Chúng ta chỉ kiểm soát cái việc là bật lên thôi, còn việc tắt đi của nó thì kệ nó. Nó tự có sẵn rồi, chúng ta không cần phải quan tâm đến cái việc tắt đi nó như nào. Những cái close, resolve này chúng ta không quan tâm này. Được chưa? Bây giờ chúng ta chạy thử ở trong cái project của mình. Đây, launch demo model đây. Thấy không? Đây, bật lên này. Tắt đi này. Save tắt đi này. Được chưa? Thì đấy là cái chúng ta dùng được. Còn cái nội dung ở phía trong, ở phía trong cái model thì nó có hết trong này rồi. Đây, ví dụ như đây là thông tin user, thông tin chi tiết sản phẩm, chúng ta sửa bình thường. Đây, ví dụ như bỏ cái form này đi. Đây là phần nội dung sản phẩm, và chúng ta thêm một cái thẻ BR vào đây vì chúng ta không biết viết cái gì. Đây, view xuống load tra và bấm chưa? Trong cái model này chúng ta làm cái deck gì chả được. Được chưa? Có liên quan đến kích cỡ nữa cơ. Nó còn có liên quan đến kích cỡ và chúng ta bật cái model to hay bé thế nọ thì kia cơ. Đó thì chúng ta có những cái small model này, large model này. Làm sao để biết đúng không? Chúng ta mở code ra. Chúng ta sẽ vào model option này, đây. Đây. Content open content này. Có size LG, size XL, size SM, size Duck, Duck model hay Line model. Có hết. Dạ. Ví dụ tôi sẽ có một cái size to ở cái phần demo này ra. Content này, phẩy. Size thì size to. Còn Line Blue Backdrop này. Đấy, các cái option của nó thì chúng ta có thể dùng thoải mái. Rồi, chạy thử. Đây, bấm. Không bị lỗi gì không? Không lỗi gì. Được chưa? LG to này. Bây giờ tôi cho cái XL đi cho nó to hẳn. Đây, to hẳn chưa? Chúng ta hoàn toàn phải viết cả một cái nội dung của một cái table vào trong cái phần này một cách thoải mái. Được chưa? Thì đấy nó là cái sử dụng cái ng bootstrap. Thì chúng ta cứ lấy cái ví dụ của nó ở trong này, chúng ta cần cái gì thì chúng ta lấy ví dụ drop down, chúng ta có thể lấy ra. Được chưa? Hay là progress bar chúng ta lấy ra để hiển thị nó. Được chưa? Plus, ví dụ như progress bar này chẳng hạn, đúng không? Thì lấy code của nó đây, chúng ta chỉ đơn giản này thôi, nó chẳng có gì, cái deck gì luôn. Đây, đây value bằng 50, 60, 70. Đây, copy nữa, chúng ta phan thẳng ra ngoài. Được bằng 32%. Nó tụt xuống này. Dạ. Bây giờ nếu tôi thích thì tôi có sự kiện hover vào đây thì cái thằng này nó tự tăng lên. Được không? Thì ví dụ tôi sẽ có cái
progress bằng ví dụ như 30% đi, được chưa? Tôi sẽ có một cái sự kiện là train progress, được chưa? Train progress thì tôi sẽ tiến hành là alert và let new site bằng from nhập phần trăm. Sau chúng ta sẽ có cái progress this chấm progress bằng new site. Xong. Yeah. Ép kiểu. Pass. Đó. Và chúng ta lấy cái progress này để hiển thị ra ngoài này. Được chưa? Chúng ta có sự kiện là on click bằng cái hàm kia, cái hàm viết trong này. Xong. Oh shit. Empty expression. À nhầm. Trong dấu ngoặc kép này. Viết nhầm chỗ. Ở đây. Bấm vào này. Không bấm được đây. Ví dụ 99% tự tăng lên. Bấm vào đây. 12% tụt xuống. Yeah. Đấy, dùng nó khá là dễ lắm. Và chúng ta có rất nhiều các tài nguyên ở trong thằng NG Bootstrap này để chúng ta có thể sử dụng được. Thì các bạn về tự nghiên cứu và check với cái phần của mình, ví dụ cái tie head này cũng hay. Các nhìn thấy không? City này ví dụ như là Hawaii này. Cái tie head này chính là cái phần mà lúc nãy mà có các bạn nào hỏi, tôi không nhớ cái từ tie head mà tôi chỉ nhớ ra cái select tool thôi. Thì cái tie head này nó giúp chúng ta tìm kiếm nó nhanh chóng hơn, chuẩn chỉ, chuẩn xác hơn. Được chưa? Thì đấy là nội dung bài ngày hôm nay của chúng ta, tôi sẽ đẩy code lên GitHub nhé. Các bạn có thể check lại. Rồi. Cái này là bọn em áp dụng vào bài hoặc là không được, phải không đây? Được. Áp dụng tốt quá. Được. Áp dụng càng nhiều càng tốt nhá. Được chưa?
đấy, hôm nay nội dung chúng ta chỉ có vậy thôi, nhưng vẫn chưa được kết thúc lớp rồi nha, vẫn phải ngồi đấy làm bài đi. Tắt màn hình đi, tôi làm cái việc để phát. Rồi dừng quay nhá.